Dạ. Cho em hỏi nha, anh đi bán gì rồi một ngày anh bán mấy cử? Có khi thì thứ ba, thứ tư, thứ năm thì em bán buổi sáng không à. Buổi sáng. Còn chiều thứ sáu, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật thì em phải chạy xuống Cần Thơ á. Ủa? Bán cho khách du lịch ở Bến Ninh Kiều á. Dạ. Thì mình bán ngày hai cử luôn. Dạ, một tuần lễ bán chỉ có hai cử, là chỉ có ba ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật à. Ồ, bán hai cử thì mình bán bây giờ hàng ngày bán ngày á, mình đủ chi phí ăn uống thôi. Dạ. Cái mấy cái ngày cuối tuần đó là mình bán tích lũy thêm, đừng có được nhiều giá ra để mình mua thuốc mua men cho con với vợ. Dạ. Có khi em bán về tới nhà là 1 2 giờ phi á. Trời ơi. Dữ vậy hả? Bởi vì em bán tan khách du lịch tới dưới là có 11 giờ rồi. Rồi từ Cần Thơ chạy về đây. Hả? Đi bán đi mà vợ em nó chạy thì đàn bà nó chạy đâu có vậy lẹ. Dạ. Rồi chiếc xe của anh em thấy quá trời cũ kỹ rồi, có khi nào anh chị bị mà nằm dưới đường không? Bị đợt rồi chút xíu là bị xe cán chết rồi. Bởi vì lên dốc cầu mà cả thế đó. Dạ. Rồi nó hết nhất nó đứng máy. Trời ơi, chạy hết nhất luôn hả? Không hay. À. Nhưng mà nhờ cái ban đêm là xe hết. Dạ. Vì em về là cũng có 11 giờ rồi. Không, xe này mình coi nhớt thường xuyên thì em thấy anh chạy xa đó. Mỗi dạ. Nào hết nhất lắm. Thì một tuần lễ thì em bán thêm 3 ngày đi. Dạ. Vậy mới đủ chi phí dạ, chạy. Hằng ngày thì mình chỉ đủ ăn đó đắp đó hả? Cũng dư dạ. Được chục hay giờ phải chục ngàn vậy đó rồi. Đâu đủ tiền thuốc men cho vợ con đâu rồi. Mình phải bán thêm ăn đi. Buổi sáng 3 giờ anh thức dậy rồi, nấu cơm nước. Ăn. Rồi đi bán đi 40-50 cây số ở các xã khác. Dạ. Rồi xong rồi cái anh về. Về rồi con nó học 5 giờ nó tan trường về. Tan. Rồi tắm rửa cho nó xong rồi cho nó cơm nước nhà nó ăn ở nó đi, nó bơ hết rồi. Dạ. Là hai chồng lấy xe ra là ra lãnh cái số là lấy giấy giò là đi Cần Thơ. Là khoảng 5 giờ anh đi hay mấy giờ? Có khi 5 rưỡi nữa, chạy tới dưới đường qua tới 6 rưỡi gần 7 giờ. Trời ơi, thấy anh chị đi chiếc xe đó em. 7 giờ rồi bán. Bán tới 9 giờ, 10 giờ, có khi 11 giờ, tan hết hết rồi. Chạy về. Sau này mà có điều kiện hơn chút xíu gán chỉnh xe hoặc là mà đổi chiếc xe quay Trung Quốc hay ghim Trung Quốc gì cho nó đỡ hơn anh Phố. Tốn xăng lắm á. Cái xe này nó ít xăng. Xăng á. Xăng. Với mình cũng đây Cần Thơ chạy về 30 ngàn là chạy không hết. Còn 20 ngàn chạy không đủ nha. 50 thì nó ít tăng xăng. 30 ngàn chạy không hết, còn 20 ngàn chạy không đủ. Bị xăng cái này nó cũng mắc lắm. Dạ. Bây giờ bữa nay là thứ ba. Thứ tư, thứ năm là bán ban ngày đó. Rồi thứ sáu đầu bán buổi sáng lát, rồi đầu là về là chiều thứ sáu bắt đầu đi bán. Dạ. Bởi vì cuối tuần người ta đi chơi nhiều lắm. Ủa anh Nghĩa với anh Hấn. Dạ. Bốn câu dùng cổ là nhớ vợ hiền ha. Nhớ vợ hiền. Mà ai không có vợ thì nhớ, còn không có thì để tôi nhớ. Lòng nhớ mãi người vợ hiền lắm cô. Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tan nát, nhớ bạn tình chung mà lệ chảy đôi dòng.
Ai có vợ nhớ chắc khóc luôn á. Mấy cái nào vợ chết á.